Ngọc nữ làng bóng chuyền Đông Nam Á gây bão bởi nhan sắc hút hồn. Vận động viên bóng chuyền Trần Việt Hương thu hút sự chú ý bởi ngoại hình xinh xắn, nổi bật. Việt Hương sinh năm 1998, đến từ Phú Thọ và hiện thi đấu cho câu lạc bộ Thông tin Liên Việt Postbank. Những người hâm mộ yêu mến đặt cho cô biệt danh Hoa Khôi, Ngọc nữ bóng chuyền. Bông Hồng 23 tuổi có chiều cao nổi bật 1m78 cùng gương mặt xinh đẹp, thân hình cân đối. Khác với hình ảnh mạnh mẽ khi thi đấu, trong những khoảnh khắc đời thường, 9X có phong cách nữ tính, năng động. Trong nhiều bức hình, Việt Hương được nhận xét xinh không kém gì diễn viên, hot girl nổi tiếng. Nữ phụ công đã gây sốt báo Thái Lan bởi nhan sắc được ví von là ngọc nữ làng bóng chuyền Đông Nam Á. Việt Hương có cha là giáo viên, mẹ là bác sĩ. Trong nhà không có người làm thể thao, nhưng cô vẫn được gia đình hết lòng ủng hộ khi theo đuổi đam mê.